Chào các bạn trở lại. Vật chia theo loài, người phân theo nhóm. Ngày ngày nếu gần yêu ma sẽ thành yêu ma, ngày ngày gần Bồ Tát sẽ thành Bồ Tát. Số phận con người thông qua nghiệp. Nghiệp báo phụ thuộc vào thiện căn, phước đức, nhân duyên. Ba đề mục này nếu mà tốt, quả báo sẽ tốt. Chánh báo tốt, y báo cũng tốt theo. Thiện căn có mỏng có dày, phước đức cũng như thế. Ví như người ta hay nói, người đó phước lớn, luôn gặp được may mắn. Phước đức có thể vun bồi, phước đủ lớn sẽ gặp nhân duyên lành. Thiện căn thật khó để thay đổi. Thiện căn mỏng, tiền vẫn sống trong môi trường kém, nhiễm ô thói hư tật xấu của xã hội là điều không phải bàn. Sau đó khi trưởng thành mất rất nhiều thời gian để loại bỏ chúng, loại bỏ những chủng tử bất thiện, thay bằng chủng tử thiện thông qua sự tu tập. Thiện căn mỏng, phước mỏng, nhân duyên gặp bậc thiện tri thức là điều không dễ. Trong cuộc sống, Khải Toàn may mắn gặp được vài người có thiện căn sâu dày. Một anh tên Vũ, một anh tên Đường, còn vài người khác không tiện nêu tên. Một anh theo Công giáo, một anh tâm hướng Phật. Đặc điểm của những người có thiện căn dày, cuộc đời thường gặp quý nhân, tâm lượng họ rộng lớn, tâm lượng lớn thì phước lớn, không so đo tính toán thiệt hơn với mọi người. Những ai làm việc cùng với họ sau một thời gian sẽ nhiễm tánh tốt của họ. Người có thiện căn lớn, tâm lượng rộng lớn luôn được gia hộ. Khi xưa làm việc cùng một vị, thấy anh rất tài giỏi, thông minh, xử lý mọi vấn đề rất là tốt, nhất là giải quyết rắc rối hết sức ổn thỏa tốt đẹp. Người nóng giận đến mấy anh vẫn có thể điều phục được họ, giúp họ nguôi giận và vui vẻ. Mai sau có chút công phu tu học, Khải Toàn mới ngộ ra vị ấy giải quyết mọi vấn đề tốt đẹp không phải chỉ vì tài giỏi hay thông minh. Chìa khóa chính là tâm chân thành, sự chân thành đối đãi với mọi người. Khi bản thân ta hay ai chân thành đều có thể hóa giải mọi nguy nan. Sự chân thành là bản năng có sẵn trong bổn tánh của người có thiện căn sâu dày. Sự thành bại của một con người trải qua sự nghiệp, gia đình, chất lượng cuộc sống phụ thuộc vào thiện căn, phước đức, nhân duyên. Căn tánh thiện dày thì đời hanh thông, tánh thiện mỏng đời nhiều biến cố. Chỉ còn con đường dụng công tu tập làm lành, tạo nhân duyên phước đức cho mình. Số phận con người có phải đã được định sẵn? Đã được định sẵn từ đời trước phải không? Nhà Nho bảo rằng mệnh là do thiên. Nhà Phật nói rằng mệnh là do nghiệp. Nghiệp từ đời trước dẫn ta thọ sanh vào nơi tương ưng. Tàn thức chúng ta chứa chủng tử gì nhiều, nó lôi kéo ta vào đường đó. Giả dụ trong 1-2 năm qua, học và làm nghề gì sẽ có những nhóm bạn cùng sở thích. Tàn thức chúng ta chứa nhiều chủng tử. Giả dụ chúng ta có một cái kho, trong kho chứa rất nhiều thứ, được chia thành từng nhóm. Nhóm thiện, nhóm ác, nhóm ham danh, ham lợi, ham vui, ham ái. Nhóm nào mạnh, gặp duyên sẽ chín mùi, gặp duyên sẽ khởi. Ví như người thích nhậu, gặp bạn, gặp hoàn cảnh sẽ khó lòng kiểm soát, lao ngay vào cuộc vui, dù biết nhậu là không tốt với sức khỏe. Ngược lại, nhóm nào yếu, không đủ sức mạnh, dù gặp duyên cũng khó khởi. Giả dụ biết bố thí là phước, biết ăn uống lành mạnh là tốt cho sức khỏe. Khi gặp duyên, gặp người cần cho sẽ không dám cho, trong khi ăn uống luôn không kiểm soát. Đó là vì chủng tử ấy chưa đủ lực, bị các chủng tử khác mạnh hơn lớn ác không thể chín mùi. Nghiệp lực là những sợi dây vô hình lôi kéo chúng ta vào các đường dữ. Tàn thức hay A Lại Gia thức là kho chứa tất cả chủng tử từ vô lượng kiếp. Thiện căn mỏng, nghiệp bất thiện sẽ dày, sống một đời kém may mắn. Phải đến một lúc bất tri bất giác, tinh thần kiệt quệ, ta tự hỏi tâm thân: ta đến thế gian này vì điều gì? Vì trả nợ cho thiên hạ, trả nợ cho con cái, hay vì điều gì khác?
vì sao ta không có nổi những phút giây thanh tịnh trong chính tâm thân này. Thiền não tức bồ đề, hay nói tức thân thành Phật. Chữ tức trong nhà Phật được diễn giải trong Bát Nhã Tâm Kinh mang hàm ý sâu xa vi diệu. Phiền não bởi không thấy lẽ thật, hết phiền não bồ đề hiện tiền. Giả dụ trước đây ta yêu say đắm một người, người ấy đáp lại một cách rất thờ ơ, người ấy làm những việc khiến ta tổn thương. Chính vì chúng ta mê, ta tự mang phiền não vào lòng. Đến khi nhận ra tình cảm đó không chân thật, không hợp với ta, vì những phút yếu lòng ta mê mờ nên ta mới như thế. Ta đã chút bỏ sự yêu thương ấy, sự yêu thương khờ dại khi xưa, không còn khổ đau phiền não nữa. Giờ đây ta an lạc tự tại, an lạc là bồ đề. Vì thế nên nói phiền não tức bồ đề, xả bỏ phiền não bồ đề hiện tiền. Chư vị đừng sợ phiền não, đừng sợ chướng ngại. Phiền não càng lớn, bồ đề càng lớn, vì hạnh phúc và khổ đau là hai mặt của một tờ giấy không thể tách rời. Đau khổ vì tình cảm là nhóm chủng tử ái của ta quá mạnh. Đau khổ vì tiền tài, danh lợi là nhóm chủng tử tham của ta mạnh. Những nhóm chủng tử bất thiện mạnh, ta sẽ phiền não triền miên, không thấy lẽ thật. Vậy làm thế nào, dùng phương tiện gì để chuyển phiền não thành bồ đề? Làm thế nào để chuyển mê thành giác, chuyển phiền não thành tự tại, chuyển thiện căn mỏng thành thiện căn dày? Hôm thứ tư vừa rồi ở lớp tập thiền, một vị chia sẻ: em ngồi thiền đã 10 năm nay, nhưng đã nghỉ một thời gian, nay đời sống tinh thần đang rất kém, em bắt đầu tập thiền trở lại. Em đang gặp một vấn đề lớn, mỗi khi ngồi thiền trong đầu xuất hiện một sự việc không may trong quá khứ. Lúc thì nhẹ, lúc thì nặng, khiến lòng em đau, em không thể nào xả bỏ được phiền não đó. Đã tham vấn vài vị thầy, nay em xin thầy cho lời khuyên. Khải Toàn hồi đáp rất dài ở buổi tập thiền, tóm tắt đại ý như sau: tâm chỉ hướng Phật, hãy chuyển tâm qua cầu A Di Đà Phật. Mỗi khi vọng tưởng xuất hiện, chỉ cần cầu A Di Đà Phật, tức là phiền não đang là đối tượng của tâm, hãy chuyển đối tượng của tâm qua niệm Phật, dần dần sẽ đè được vọng tưởng xuống. Công phu niệm A Di Đà Phật không chỉ đè vọng tưởng, khi lâm chung được Phật A Di Đà đến tiếp dẫn, nhiếp thọ thành tựu cho chúng ta. Cách thứ hai, thành tâm sám hối, thành tâm cầu xin tất cả chúng sanh, tất cả những oán gia trái chủ. Trước đây con đã vô tình hay cố ý, xin chư vị mở lòng bỏ qua, tìm đường về cõi lành, không còn theo con trong vòng luân hồi nữa. Vì vậy có câu sám hối tiêu trừ nghiệp tội. Cách thứ nhất là chuyển tâm phiền não qua cầu A Di Đà Phật. Cách thứ hai là sám hối trước những lỗi lầm của mình đã gây nên. Hai cách này ít nhiều giảm đi phiền não, tuy chưa chuyển được thiện căn, nhưng vẫn có thể phiền não giảm nhẹ thì trí tuệ tăng. Để chuyển thiện căn mỏng thành thiện căn dày, hãy mở rộng tâm lượng. Cần thời khóa tu tập, cần phương tiện, cần giữ giới, cần tinh tấn. Tu tập là một cuộc thi kéo co, bên cám dỗ luôn chiếm thế mạnh, nhóm chủng tử bất thiện luôn trực chờ chín mùi, chướng ngại luôn ngăn che. Tu tập là tu sửa, tu tập không chỉ chú trọng phương tiện, cần thời gian và đặc biệt cần thầy giỏi, cần thiện tri thức dẫn lối. Bạn vui thì nhiều, thiện tri thức không dễ gặp, không dễ tìm, họ là Bồ Tát. Bồ Tát không phải những vị Phật có ánh hào quang sáng chói. Bồ Tát là những người chỉ đường dẫn lối cho ta, có thể là người bạn, người thân, đồng nghiệp hay một vị thầy trên mạng.
Trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo giảng giải, Bồ Tát sẽ thị hiện theo hình tướng của quốc độ mà Ngài muốn cứu giúp. Chúng ta là cõi người, Bồ Tát sẽ thị hiện thành người. Trong những vị Bồ Tát, chỉ có Địa Tạng là Ngài có hình tướng xuất gia. Những vị như Phổ Hiền, Văn Thù, Quán Thế Âm, tất thảy đều hình tướng tại gia. Vì vậy, khi cầu học, gặp thiện tri thức là duyên là phước. Tuy khó tìm, khó gặp, chỉ cần chính bản thân của chúng ta chịu cầu học bằng tâm chân thành. Chỉ cần ta mở rộng tâm lượng, từ trường sẽ tương ưng, thiện tri thức sẽ xuất hiện. Ứng với câu vật chia theo loài, người phân theo nhóm. Người muốn cải đổi số mệnh phải thật kiên cường, mới có thể lấy chủng tử thiện lớn ác đi chủng tử bất thiện, cho nó không có cơ hội để chín mùi. Ngày ngày tu sửa thân ngữ ý, giúp thân ngữ ý thanh tịnh, thông qua nghe giảng kinh, hành thiền và gặp thiện tri thức. Vật chia theo loài, người phân theo nhóm. Nếu bạn nghe câu này quen, chúng ta có chung một vị thầy, một tâm ý lành. Ngày ngày gần yêu ma sẽ thành yêu ma, ngày ngày gần Bồ Tát sẽ thành Bồ Tát. Ta muốn làm bạn với ai, muốn làm người như thế nào, hãy chọn cho mình một phương hướng, một con đường. Tự mình chọn và đi, quả báo mình nhận từ nghiệp mình tạo nhân. Nhân có gần có xa, nhân thiện quả báo sẽ thiện. Chỉ cần mở rộng tâm lượng, thiện căn sẽ lớn dần, phước đức nhân duyên sẽ đến. Mời chư vị tìm nghe thêm trong kênh của Khải Toàn để hiểu hơn về A Lại Gia Thức. Khải Toàn cảm ơn chư vị đã xem, chúc chư vị tâm thân yên lạc.